Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hữu Ninh đeo tang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hữu Ninh đeo băng tang dẫn đầu Đoàn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chiều hôm nay 25 tháng 7, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hữu Ninh dẫn đầu đoàn cấp cao vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hữu Ninh đến Hà Nội với tư cách đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Trung Quốc là một trong những nước gửi điện thư, thư chia buồn ngay trong những giờ đầu tiên sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Ngày 20 tháng 7, chỉ một ngày sau khi Tổng Bí thư từ trần, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để viếng và nghiêng mình ba lần trước di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ khi đến viếng: "Chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ sự đóng góp kiệt xuất của đồng chí Nguyễn Phú Trọng dành cho quan hệ hai đảng, hai nước và sự nghiệp trong phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới."